quá tươi rồi. Pha thảo lạc đà vừa rồi của game thủ Gunny và đáng cho điểm 10 luôn. Anh có một pha chốt 7 chiếc e để kèm cái gỗ và sau đó thì đút lạc đà vào. Tuti đã vâng phế luôn. Tuti đã phế luôn rồi. Bây giờ thì Gunny bắt đầu đẩy vào trong. Đúng là kích đời sớm như thế này thì quá khó đỡ do đồng các thủ đối phương. Vâng, game thủ Gunny lên đời. Các bạn thấy quá khủng khiếp. Dung con lên đời 2 thì game thủ Gunny chuẩn bị lên đời 3. Quá phũ phàng. Bây giờ thì Việt bao nhiêu? Việt 26 trên 44, anh gặp màu 8. Tiểu Bạch Long 27 trên 36. Thôi Tiểu Long có lẽ khoảng phút 20 anh mới có thể thi đấu được. Tôm 30 trên 36. Đang có một pha trục trặc về chuột của game thủ Tôm. Còn tại sao lại có những cái pha lỗi kỹ thuật như thế này? Chúng ta cùng chờ đợi một trong giây lát thôi và sẽ cùng quay trở lại trận đấu. Trận thi đấu này thắng chặt cho game thủ Yên Việt Thái Bình, thắng chặt luôn. Bởi quá nhọ nhem một trận thi đấu. Tôm là người đi tự dưng tôi bị đi luôn, tôi không thể hiểu được người. Quá là buồn cười. Trận thi đấu này thắng chặt luôn, không có cửa để cho các thủ Hà Nội. Nhà sàn của Gunny các bạn có thể thấy là siêu đẹp. Thế nhà siêu đẹp luôn. Tuti không biết có bao nhiêu dân đây. Đẹp. Đánh mai anh 4. Đánh sao được. Vâng, Tuti hết sạch dân luôn. Chúng ta có thể thấy game thủ Tuti không còn thắng dân nào luôn. Trận thi đấu này nếu đánh tiếp thắng chặt luôn. Nhưng mà rất là khó hiểu lại một pha mà bị đít mạng của game thủ Tôm. Đúng là có những cái pha ảo diệu. Quá khó hiểu luôn. Không thể hiểu nổi. Bây giờ phút thứ 14 thôi, chưa thể sửa tam được. Chúng ta có thể thấy là Tuti đã bé, không thể bé hơn nữa rồi. Và sau cái pha chém bãi gỗ vừa rồi thì Tuti đã fit dần. Cô giáo trẻ ạ. Em quá đẹp, nói chung là vẫn có một cái vận đèn nào đó dành cho vẫn đang đeo bám game các cầu thủ bên phía Thái Bình. Đúng là vào những cái xe đấu đầu tiên hôm đánh ở Dũng Con Ba cũng như vậy, hôm nay Dũng Con Ba cũng như thế.